Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT xây dựng chuyển giao qua phương thức đổi đất lấy hạ tầng. Theo đó, Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong đầu tư dự án BT. Nếu dự án vi phạm thì phải hủy hợp đồng. Thủ tướng yêu cầu nếu trường hợp chủ đầu tư BT bị phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại hợp đồng BT. Nếu chủ đầu tư bị phát hiện vi phạm về luật về ngân sách nhà nước, xây dựng quản lý đất đai, đấu thầu thì phải tự hủy hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo nghị quyết theo hướng tập trung xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã ký hợp đồng BT trước ngày 1 tháng 1 năm 2018.